Quá giỏi, quá trình khám xét nơi ở của cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, Đỗ Hữu Ca, lực lượng chức năng phát hiện trên 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng lượng lớn tiền, vàng, ngoại tệ, trang sức. Tại cơ quan điều tra, bị can Đỗ Hữu Ca cùng vợ là bà VTL, 66 tuổi, cho biết số đồ vật, tài sản nói trên có được là nhờ tiết kiệm từ tiền lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an cũng như của bố mẹ để lại. Quả lễ Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án, bất động sản của hai vợ chồng. Muốn vào ngành công an thì phải có lý lịch tốt, tức là phải là thành phần lao động như công nhân, nông dân, cao quý và tiên phong, hơn nữa phải là bần cố nông. Hải Phòng, cùng với Hà Nam Ninh, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là những nơi được áp dụng chỉ thị miệng Z30 để tịch thu tài sản của những gia đình có nhà hai tầng trở lên. Bất chấp tài sản ấy từ đâu ra? Điều này chứng tỏ rằng chế độ mới không cho phép tư nhân sở hữu tài sản lớn. Vậy bố mẹ của ca làm cách nào mà để lại được tài sản cho con? Lương cán bộ trong ngành công an thấp, ông ca tiết kiệm kiểu gì? Vậy chỉ có thể từ quà biếu của doanh nghiệp, lợi nhuận từ buôn bất động sản như vợ chồng ca khai nhận. Hệ thống luật pháp lỏng lẻo ở Việt Nam được phép khai là quả biếu. Nhưng, quả biếu mà giá trị cao thực chất chỉ là một hình thức tham nhũng. Vậy những dự án bất động sản nào ca đã tham gia? Làm, đầy tớ, của nhân dân, làm tới trưởng công an thành phố mà vẫn có thời gian buôn bán bất động sản tới mức thành công như vậy. Quả thật, đỗ hiểu ca quá giỏi. Có người nhận xét rằng không đánh người ngã ngựa, nhưng hãy nhớ rằng tôi viết về ca từ, trận đánh đẹp. Đến nỗi có cậu em hỏi anh có họ hàng gì với đoàn văn vươn không? Người có lương chi là người lên tiếng vì những bất công không liên quan tới mình, đâu phải cứ đụng đến nồi cơm của mình thì mới lên tiếng